Ví dụ 1 của thầy như sau. Yêu cầu nhân các phân số A là -2/5 và 4/3. Nào, ví dụ 1 của thầy nào. A của thầy là -2/5 nhân với 4/3 bằng. Đây chúng ta muốn nhân hai phân số với nhau, chúng ta chỉ cần lấy tử nhân tử và mẫu nhân nhân mẫu. Tức là chúng ta có bằng -2, chúng ta nhân với 4 và 5, chúng ta nhân với 3. -2 nhân 4 là bằng -8. 5 nhân 3 là bằng 10. 15. Được chưa? Tiếp theo, B. B của thầy là như sau, là -2/9 thầy nhân với -12/16. Các em quan sát này. Các em thấy rằng là bước 1 của chúng ta yêu cầu là rút gọn các phân số nếu có thể. Ở như câu A thì cả hai phân số đều không rút gọn được. Nhưng ở như câu B, các em quan sát này. 12/16 chúng ta rút gọn được cho nhau. Tại vì 12 và 16 đều chia cho 4. Chính vì thế cho nên chúng ta đầu tiên là các em phải thực hiện rút gọn trước. Thầy có bằng -2/3 thầy nhân với -3/4, được không nào? Vậy đến đây các em chỉ cần thực hiện phép nhân nhân hai phân số là bằng -2 nhân với -3 trên 3 nhân 4.